video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ăn ớt thay cơm nha các bạn. Ra ngoài vườn hái được một trái ớt mụn màng của cái vườn mùa thu đó các bạn. Đó, cuối thu được một trái ớt, ăn xong mà nó thèm quá, phải đi mua nguyên một mâm về để dọn, ngồi ăn nói chuyện với các bạn cho vui nha. Đó, ớt xanh, ớt vàng, ớt đỏ nha. Wow, vừa xanh xanh vừa cam cam nữa nè. Trong này có ớt cam nè. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi vô mình gặm nguyên cái mâm ớt này thử có hết không nha. Các bạn ơi, mâm ớt các bạn thấy có đẹp không? Đó, mình đứng sau mâm ớt rồi lúc nào mình cũng bị chìm hết tối thui. Ráng ăn cái mâm ớt này vô để cho cái da mình nó sáng lên chút xíu nha. Hôm nay tự nhiên cái cơ thể mình nó hơi mệt, như mình thiếu vitamin C đó. Cùng ăn ớt các bạn ơi. Đây, những trái ớt rất là thơm, ngon. Không biết có thơm không mà, ngon thì có ngon chứ. Ớt chuông biết mình ngửi ra mùi gì ta. Mùi gì của cái mùi ớt chuông đó. Ngửi thì toàn là mùi ớt chuông, không có mùi gì đặc biệt hết là ớt chuông thôi. Trái nào bự nhất? Ăn trái cam này nha. Trái cam này ngon, ngon nhất đó nha các bạn. Trái màu cam ngon nhất. Sau rồi mới đến màu vàng. Kế cuối cùng mới là đến màu đỏ. Và kế cuối cùng nữa là đến màu xanh. Mà cuối cuối nữa là đến màu trắng. Cái ớt màu trắng là cắn vô một cái là coi như là trắng cả mặt luôn. Các bạn xịt khói luôn. Nó cay. Ớt chuông màu trắng cay nha. Nó nhỏ thôi mà nó cay lắm. Thì bây giờ xin mời. Xin mời hai trái luôn đi. Ăn hai trái luôn. Đây. Mời các bạn. Và cái nhỏ. Ăn hai trái ớt chuông lốt nha. Cắn thử cái vị nào. Nó nghiêng, nó nặng ngon bên nào. Hay là nó nhẹ ngon bên nào để mình đánh giá, quánh giá cho hai trái ớt này thử nha các bạn. Để mình quánh thử cái này trước nha, hay cái này trước đi. Giòn giũng, ngọt. Mà vị ngọt rất là dễ chịu. Không có một chút xíu hăng nào hết trơn á. Các bạn cứ sợ hăng. Nhưng mà không biết ở Việt Nam ớt làm sao mà nhiều bạn cứ nói hăng quá. Mà mình ăn mình thấy rất là ngọt các bạn. Ở trong rất là ngon nè. Cắn tới đâu giòn tới đó. Cắn tới đâu là cái bẻ cái vị giòn ra, nó đổ cái nước ngọt xuống, nó trôi. Mà giống như là suối mát vậy. Suối nước, toàn là nước ớt chuông mát rượi. Một trái này chắc hơn 100g ha, 200g á. Giòn giòn mà nó nặng. Bao ngon. Bao hết cả mâm đều ngon hết nha. Ngon lắm. Bạn thử thôi. Không có chỗ nào để cho đẹp. Ủa nãy mình nói mình ăn hai trái để mình quánh giá, sao ăn có trái sao quánh. Đây các bạn, cái này đã ngon ngọt theo cái trái ớt chuông ngon ngọt nha. Bây giờ ăn cái trái cam ngon ngọt này thử theo cái trái ớt chuông ngon ngọt màu cam nó như thế nào nha. Màu cam ăn vô muốn xỉu ngang luôn các bạn ơi, nó ngon quá à. Mà sao đợt này trái ớt đỏ này nó ngọt hơn nè. Trái nào cũng ngon. Ăn hai trái giờ không biết trái nào ngon. Chỉ là ớt thôi. Giờ bên nào ớt ớt. Chỉ có khác hai màu thôi. Giờ nó trộn vô cái miệng. Vị ngon nói chung các bạn ơi. Không có nhận ra là cái nào riêng. Cái nào ngon hơn, cái nào ngon ít.
Mới cắn bên này thì biết bên này ngon. Cắn bên này cũng biết bên này ngon. Hai cái ngon đều các bạn ơi. Thơm quá à. Không dám chê trái nào hết trơn. Ngon quá. Cái này giòn hơn à. Giờ cảm nhận ra cái này giòn hơn. Cái này nó có chút xíu chua chua. Ngọt nhiều, chua nhiều. Bên này không có vị chua, chỉ là nước với là ngọt nhẹ nhẹ, rồi có một cái chút xíu hăng hăng the the, sẹt sẹt qua cái lưỡi, rất là dễ thương. Ăn cái này mê mẩn. Ăn cái ớt tự nhiên sẽ thấy mình dễ thương gì đâu. Mà sao mình nhìn mình không thấy dễ thương. Nhưng mà mình cảm nhận là mình ăn xong cái người mình á, nó thoải mái, cái kiểu giống như mình dễ thương, mình hiền lắm, mình không có muốn gây gỗ với ai hết á. Đó, nó đang nạp vitamin. Mình ăn vô đó, có vitamin của người mình, nó rất là vui vẻ. Cho ăn ớt hoài cũng được. Nhìn cái bình nước sốt nè, nó đứng nó đợi sẵn từ nãy giờ mà chưa đổ ra ăn thử. Cảm giác giống như là mình đang nhai ớt chuông vậy á, mà không ngừng lại được. Mà đúng rồi, mình đang nhai ớt chuông. Thôi bây giờ mình sẽ chấm với lại nước sốt này, là dùng để chấm rau củ nè các bạn. Ngon lắm á. Ít thôi để dành. Nước sốt organic nha các bạn. Đây, mua cái loại này, nó bằng chai nè. Organic nước sốt ăn rất là tốt. Giờ mình sẽ xẻ trái ớt vàng ra nha. Nãy giờ ăn gặm rồi, bây giờ để mình xẻ ra thử. Chấm cho nó lịch sự. Bây giờ ăn uống á, nhiều bạn yêu cầu mình rất là điềm đạm, rất là dịu hiền, rất là thùy mị, nết na khi ăn uống. Từ từ rải rải để cho con người mình nó lịch sự, để mình ráng gồng trong khoảng 25 cho đến 30 giây lịch sự. Nhẹ nhàng lịch sự chứ, lịch sự thì lúc nào mình cũng lịch sự rồi, nhưng mà ăn nhẹ nhàng thôi. Đó. Lúc nào mình lên video mình cũng rất là lịch sự mà các bạn, mình đâu có nói gì không lịch sự đâu phải không? Nè. Đó. Thử nha. Chấm nước sốt nè. Cái này là dính cái lời gì đó, lời thề yên ương, lời nguyền chứ, dính hoài, nó rớt hoài luôn á. Tự nhiên đang ăn cái cục ớt chuông mình nuốt, nó rớt cái đùng xuống cái bao tử vậy á các bạn. Cảm giác nó trôi, mà nó trôi cái ào vậy á. Đây, mời các bạn ăn nha. Wow. Nước sốt béo béo, thơm thơm, gia vị tỏi, gia vị những cái hương của người Mỹ đó. Chấm ăn ngon bá cháy các bạn ơi. Nhiều bạn nào muốn ăn ớt chuông thì ra siêu thị hỏi ớt này có ăn sống được không, ăn ngọt được không nha. Chứ thấy mình ăn ớt xong mua về trái ớt cắn xong rồi
giục rồi bỏ chạy, rồi mất công la mình nữa. Mỗi cái vùng, mỗi cái đất nước nó có mỗi cái giống ớt khác nhau nha các bạn, nên không có giống nơi nào. Các bạn mua ở chợ Hàn Quốc á, còn ngon hơn cóc, ổi, xoài, me. Ăn ớt chuông buổi sáng một trái, ăn với thịt cá rất là tốt cho cơ thể. Ăn ngon mà muốn muốn xỉu, mà cong mà nhọn như hình tam giác luôn các bạn ơi. Ngon cỡ đó, ngon quá. Có ai xỉu giống hình tam giác không? Hình tam giác là cái gì? Mình xỉu mà xỉu bò đó các bạn, xỉu chỏng mông đó, xỉu mà không cam tâm, xỉu xỉu mà muốn vừa ngồi dậy mà vừa xỉu đó các bạn, gọi là xỉu hình tam giác. Wow. Tràn tràn vị ngon, ngon quá. Ớt vàng cũng ngon lắm nè. Hồi trước trái ớt, họ đặt trái ớt là tên khác, không phải là trái ớt. Thì mình sẽ lấy tên của trái ớt liền. Giờ cái tên ớt nghe nó không có đẹp ha, nhưng mà ăn nó ngon. Nếu mà tên ớt, người ta đặt tên ớt là tên gì mà nó đẹp hơn cái chữ ớt, mình sẽ lấy tên ớt, mình đặt mình là tên ớt các bạn. Lớn rồi mình có quyền mình đổi tên nha các bạn. Ở Mỹ đó, qua 18 tuổi mình có thể thích thì mình thay đổi tên cũng được, làm lại giấy tờ. Từ nãy giờ nó ngon quá rồi. Ăn nó hơi quá cái mức tự nhiên. Nãy giờ quên mất dịu dàng rồi, nết na rồi. Ăn nhanh quá, dịu dàng nết na là cô gái Huế các bạn, hồi xưa người Huế người ta đi người ta cũng bước từng bước chậm chậm chậm. Nói sao ta, tiếng Huế nói sao ta, người ta đi cũng phải bước từng bước chậm chậm nha các bạn, ăn cũng chậm chậm mà đi thì cũng từ từ, việc thì cũng từ từ mà chớp mắt thì cũng từ từ. Mình không biết nói tiếng Huế, các bạn thông cảm nha. Nhiều bạn yêu cầu mình nói tiếng Huế đi mà mình không có phải người Huế cho nên không nói được. Mình sanh ở trong miền Đông, miền Nam á các bạn. Ngồi để mà ăn hết mâm ớt. Ngon 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 ngon. Vàng, đỏ, xanh, trắng gì là nó ngon hết cả mâm luôn các bạn ơi. Không chừa nào hết trơn á. Này cũng chấm rau củ.
thử xem sao nha. Nó khó mở quá à. Chấm nước tương đi. Chấm ớt chuông mà chấm tương cà chua là khỏi phải che các bạn. Không chua đi đâu được mà núp để mà che chứ ớt này. Che là nó giận. Quá ngon sao che được. Thiệt, ớt chuông chấm với tương cà chua ngon hết sảy đó. Đây các bạn, đỏ chấm đỏ là đỏ, nó trùng màu. Các bạn thấy không? Ăn nha. Tăng thêm vị ngon cho trái ớt. Nó thơm mùi cà chua mà nó ngọt ngọt, chua chua. Cắn vô trái ớt nó giòn rụm. Xong ớt chuông nó đá vô trong cái vị của cái tương cà chua này nè. Nó tỏa ra cái độ ngon, nó quyện với cái tương. Nhai gì đâu mà nuốt không muốn nuốt, chỉ muốn giữ lại để hít cái nước thôi các bạn. Nó ngon lắm. Triệu like cho trái ớt, triệu like. Chấm với tương ớt khỏi bàn cãi. Ngon như là ớt chuông với tương ớt vậy. Tương cà chua vậy. Ngon. Mê say. Ớt mua cũng rất là rẻ. Ớt mua rẻ nhưng mà trồng nó hơi khó nha các bạn. Trồng mà từ khi ra bông là tháng 4 bắt đầu ra bông mà tới tháng cuối tháng 10 mới được thu, mà chưa có trái ớt nào nó chín. Nó chín sơ sơ mới hùm hùm là đã cơn tuyết tới rồi. Toàn thu ớt xanh không các bạn thấy không? Vườn của mình á thu toàn ớt xanh không. Chưa kịp chín rồi đó. Nó khó lắm. Khó, nó lâu. Ớt chuông này mình có thể cắt ra, ở trong này mình bỏ phô mai vô, bỏ cua bỏ tôm vô, nêm nếm, rồi bỏ hành, bỏ những cái gia vị mà thơm lừng á, nướng lên ha. Xong để trái ớt chuông này ăn trái no rồi. Ở trong này thịt tôm đồ biển gì á mình trộn vô này, ăn chắc ngon lắm á. Nướng lên chắc thơm, cái nước ngọt của ớt chuông nó tỏa ra, nó bám vô thức ăn nó ngon lắm. Mình muốn ăn hết cái manh này. Nhưng mà cái bao tử không cho phép. Nó no quá. Hết cân ha. Bự quá. Thì hôm nay mình định ăn tôm hùm đó, với làm ốc sò gì đó. Nhưng mà buổi tối rồi các bạn ơi, tự nhiên thấy mệt á, mình không có ăn đồ biển được. Mỗi lần mình ăn đồ biển á là mình phải uống thuốc dị ứng để chống dị ứng mình mới ăn đó các bạn. Cho nên bữa nào mình thấy mệt mệt là mình dọn ớt rồi mình ăn nha, các bạn thông cảm nha. Thì cái video tôm hùm mình sẽ xếp kế với cái video này, định cái video tôm hùm trước cái video này, nhưng mà mệt quá không ăn nổi thì ngày mai mình sẽ ăn tôm hùm nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình đã ăn cái mâm ớt chuông này các bạn. Khỏi phải gì hết trơn á, ăn xong cảm thấy là vui quá chừng. Rất là ngon, giòn rụm, mát rượi. Giòn, rụm, mát vậy thôi. Thì ăn xong thấy vui liền các bạn ơi. Muốn cười ngàn nụ cười luôn, nhưng mà không cho phép, tới giờ phải đi ngủ các bạn. Thì hôm nay mình xin dừng video đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một cái. Hãy subscribe.
thiệt là nhiều sức.